Ngắn nữa. Ngắn nữa đấy. Em cứ yên tâm là kiểu gì cũng có ngắn nữa. Em cắt nữa nhưng mà nhiều tầng quá. Tí nữa là chia sẻ cho mọi người mềm hóa nhé. À, cái mic hình như đang ở trong tủ của anh như thế này. Chào Dương nhá. Nay đông khách chưa mọi người ơi? Bôi thuốc này vào rồi tí giờ kính ung hết luôn. Mẫu tóc bông này các bạn dâng cao luôn nhé. Chào Nguyễn Vân nhá, chào Lộc Nguyễn nhá. Đây là mẫu cắt uốn bung nhá. Bạn nào mà hơi có khách trẻ thì mình sẽ cắt theo mẫu này. Cắt theo bài cắt này nhá. Bài cắt này là bài cắt uốn sóng bung. Không phải cắt khách trung tuổi nhá. Từng lớp mình sẽ dâng một phát là 180 luôn. Đó, các bạn dâng một cái là 180 độ luôn nhá. Chia để cái lớp móng ngựa để chừa lại thôi, còn mình dâng một phát 180 luôn. Tạo độ từng lớp luôn nhá. Đây là mẫu bung nhá các bạn nhá. Lưu ý nhá. Những cái lớp ở phần mang tay này. Phần mang tay này nếu mà mình dựng thẳng luôn là bị hững đấy. Nên là mình sẽ over về giữa nhá. Nên là dựng lôi mảng tóc xéo về giữa này một chút này. Chào Mili nhá. Bạn nào muốn xem mềm hóa thì tí mình ở lại mình xem nhá. Này muốn xem mềm hóa ở lại xem nhé.
Đây đắt tiền rồi. Đằng sau các bạn cắt như thế luôn nhá. Dưng thẳng luôn 180 luôn. Đây là mẫu cắt bung mà mình hay cắt này các bạn này. Thì các bạn có thể tham khảo nhá. Xong rồi mình sẽ chiên từ sau tai để over về trước nhá. Để check lại mảng tóc của mình xem là đằng trước là ok chưa. Nó dư thừa mình sẽ cắt đi. Không có mic. Nghe buồn quá. Chào Phong nha. Nếu ở trên thì mình sẽ lấy một đường line nhỏ thôi. Bạn lấy một đường line độ 2cm thì đấy. Lấy một đường line nhỏ ở giữa nhá. Lấy cái tem đã cắt rồi liên kết cùng này. Đây là mẫu bung nha các bạn nhá. Sau khi cắt đường line nhỏ làm chuẩn rồi mình sẽ phát tán ra này. Mình sẽ phát tán ra nhá. Lấy đường line nhỏ mình sẽ phát tán ra. Lắm cắt mẫu bung đấy. Sau khi cắt xong bây giờ sẽ mềm hóa này. Thì các bạn tham khảo nhá. Tham khảo cái mẫu bung này nhá. Đây từng lớp này. Đây là mẫu bung không phải mẫu già nhá. Mẫu này là mình sẽ cắt ngắt liên kết luôn. Đấy, một phát là 180 luôn. Liên kết một cái phần trên này thôi.